Camera cứ để đó đâu có dịch chuyển đâu đúng không? Ở buổi học trước á thì chúng ta đang học về cái thì gì? Thì còn nhớ không? Thì bất định khứ chúng ta phải nói rõ đúng cái tên của ha Achatani. Chúng ta không có xài cái từ thì quá khứ, để thì quá khứ nó phân ra làm ba loại lận. Achatani là bất định khứ hoặc auris. Bữa trước á, thì chúng ta làm bài tập ở trong đâu các vị còn nhớ không, ở trong Pali Easy đúng không? Pali Easy. Để mà cho rõ hơn nữa là chúng ta hôm nay chúng ta làm tiếp bên The New Pali Course ha. The New Pali Course. Cho cái phần gọi là Translate to English ha. Chúng ta dịch sang tiếng Việt cái đó. Dịch như vậy thứ nhất để làm cho các vị như thế nào, cho các vị quen dần với lại cái bảng chia của bất định khứ. Và trong lúc làm như vậy chúng ta cũng cần ôn lại cho cả mà hiện tại cũng như là thì tương lai luôn à. Còn về danh từ là chúng ta đã học ở đâu? Chúng ta đã học cái danh từ nam tính mà với tự vị là gì rồi? Các vị còn nhớ không? À, như ý hả? À, là chúng ta có một cái bảng chia riêng của Sa đó. Như vậy hôm nay chúng ta tiếp tục lên trên đây cho các vị làm cho quen vậy. Rồi xin mời ba vị lên, hoan hỷ lên trên đây. Bây giờ là chúng ta đang coi ở trong gọi là The New Pali Course nha. The New Pali Course. New Pali Course exercise 6. Bài tập số 6. Bài tập số 6 là đang đề cập về cái gì? Đang đề cập về hours, đó là bất định khứ ha. Trước khi mà chúng ta qua một cái loại khác á, chúng ta cần phải làm như vậy để cho các vị quen dần đi, các vị nhớ bài. Các vị không cần phải cầm gì đó, tập trên đây nó có sẵn rồi, câu trên đây nó có sẵn rồi nè. Các vị ghi chép qua thôi. Nhưng mà đối với động từ ví dụ như cô Trang hả? Cô Trang làm cho sư câu số 6. Câu số 6 ha. Cái động từ như vậy thì mình viết và dịch cái đó ra, xong rồi cái động từ mình sẽ chia ở ba thì luôn ha, để cho các vị quen dần đi. Động từ chia ở ba thì để cho quen dần ha. Các vị giờ lên trên ngồi nữa này, giờ lên trên ngồi nữa này, cho nên ở trên này còn trống này. Rồi xin mời thêm hai vị nữa, chị Vi ha, mời chị Vi. Mời cô Loan ha. Cô Loan làm cho sư câu số 19. Chị Vi làm cho sư câu số 11. Câu số 11 dạ. Mai giăng mắt ghê nó ga măng cái chim hát. Lưu ý giùm sư ha, động từ chúng ta hoan hệ chia ở ba thì cho các vị quen dần đó. Cô chia các bạn để cho ba vị có thể lên làm được ha.
Dạ vâng, dịch sang tiếng Việt rồi động từ chúng ta hoan hỷ chia ở ba thì giùm sư. Để trước khi chúng ta qua một bài mới cho các vị nhớ lại bài cái đó. Bằng cái việc tức là các vị phải làm cái này trước. Dạ không sao, từ vựng thì sư sẽ kéo lên cho các vị coi. Dạ đúng rồi, câu 19. Bây giờ câu số 6 là cô biết từ hết chưa? Cô phải xác định động từ đó là cái gì? Đúng rồi, động từ đó chia ở bất định khứ ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba số ít. Rồi, của động từ gì? Của động từ chính là gì? Rồi, kia nào tiếp. Cái động từ các vị hoan hỷ ghi cấu trúc động từ ra nha. À. Rồi, kế tiếp. Chị Nhi biết nữa. Manayo là từ danh từ gì? Nhìn như vậy chúng ta có thể đoán được chưa? Hả? Chắc chưa? Chắc chưa? Chúng ta mới học danh từ nam tính với từ vị đó là Á và Ý. Ở đâu ra mà có nữ tính rồi? Manayo là từ danh từ gì? Mani là ngọc, viên ngọc, hòn ngọc, vân vân. Rồi kế tiếp, Wanicha. Wanicha ở đây là nè, các vị muốn coi thì các vị hoan hỷ đây, coi ngữ vựng trên đây này. Các vị phải học thêm từ vựng nha. Wanicha có nghĩa là thương buôn, thương nhân nha. Từ vựng bài những bài trước á, chúng ta đã có những từ vựng đó rồi. Adipati tức là hả? Dạ. Yeah. Ông chủ hoặc như là dạ. Yeah. Các vị hoan hỷ ghi cấu trúc của động từ ra rồi chia sau khi dịch xong rồi bắt đầu chia ba ở ba thì giùm sư. Các vị phía dưới cũng hoan hỷ cũng làm như vậy nha. Đúng rồi, phải ôn lại dạ. Ôn lại thường xuyên. Chị có quyển gì rồi? Nó mượn hả? Đây, cái câu nó ở đây rồi. Manu vô nha. Từ vựng thì chị có thể chỉ tra phía trên. Ví dụ như bây giờ chị viết câu 1 trước đi. Chị viết câu 1 ra trước đi. Tùy, có lúc học quyển này, có lúc học quyển kia vậy. Học hai quyển liên tục vậy. Còn ngữ vựng phía trước á, tức là từ vựng á, là nó có xen kẽ ở đây. Và ví dụ như đây một loạt á, là những cái từ vựng ở đây nè. Mình có thể mình tra về trước, đây là danh từ. Còn đây là động từ, những động từ được chưa hiện tại ha. Bây giờ mình cứ làm thử trước câu 1 đi. Manoyo manjesu misidinsu. Chúng ta còn nhớ cái bảng quá khứ không? Đúng rồi, để cái bảng quá khứ lên trên đây. Mình sẽ thấy rằng ở đây phải xác định. Trong tiếng Bali đó, khi mà dịch đó, chúng ta phải xác định cái gì đầu tiên? Chúng ta phải xác định động từ. Tiếng Anh cũng như vậy, tiếng nào cũng như vậy hết, mình phải xác định động từ. Động từ ở đây chúng ta sẽ thấy là nisidinsu ha. Đi xin đi xuống như vậy, cái đuôi từ của nó là gì? Là im xuống. Chúng ta phải xác định nó là bất định khứ, là im xuống như vậy là ngôi máy số ít hay số nhiều. Chị nhìn cho nó chị coi, im xuống là đúng rồi, ngôi thứ mấy. Rồi ngôi thứ ba số ít là em chỉ là chúng nó đúng không? Thì như vậy chúng ta đi ngược về. Khi mà xác định động từ xong rồi chúng ta xác định chủ từ. Chủ từ theo cấu trúc của Bali đó. Chị hoan hỷ chị viết vô tập vị trí như thế nào đó. Cấu trúc của nó là subject ha. Subject trước rồi đó. Subject, verb và object ha. Cấu trúc của Bali là như vậy. Tức là động từ luôn luôn đến cuối, chủ từ sẽ đến đây vậy. Cho nên chúng ta sẽ nhìn vô trong câu chúng ta thấy động từ ở đây nè. Và theo thứ tự như vậy là ngay chủ từ sẽ là đứng trước ha. Là Manayo. Manayo, xin lỗi Munayo ha. Munayo, Munaya vậy. Chúng ta có thể là mở về trang phía trước.
chúng ta có thể là dập xuống dưới đây nè. Dưới đây là cái phần mà từ từ điển. Chị có thể đánh, chị có thể dập chữ M. M, M mà theo Bali ha. Yarala wasahala. Này. Mấy em phía trước một cái việc kiếm mà khó. Cái việc má. Manusa hả? Manuya. Tại vì có một số từ mình phải dập ra đây. Manuya cũng nghe là con người hay là nhân loại vậy? Nhưng mà được kiếm như... Muốn nói chơi sao lại? Muốn nói giá. Muốn nói giá. Làm xong rồi các vị hoan hỷ kiểm tra lại cho trước khi xuống nha. À, đi ba tí chúng ta dùng theo nghĩa đúng rồi, người chủ hoặc như leader ha. Leader hoặc như là cái gì? Leader hoặc như là chief ha. Xin lỗi. Rồi, ở đây chị. Ở đây chị. Ví dụ chữ muốn. Ở đây là muốn ná vô ha. Đó là từ cái danh từ mà muốn ní. Thì các bạn bạn chia, bạn chia. Chị mới có bạn chia danh từ. Chị chưa có bạn chia danh từ đúng không? Bữa nào nhắc Sơn nha. Để Sơn biết Sơn in ra một mớ nữa cho các vị. Bạn chia danh từ. Bữa in dư quá trời luôn. Rồi bỏ, không biết xuống bỏ đâu nữa rồi. Này, này tập tập được của ai? Tập của ai? Đây chị sử dụng cái bảng này rồi. Về cái chữ mà chủ từ tức là muốn nói vô ha, nó là danh từ, nó là danh từ chắc chắn là phải danh từ rồi. Danh từ đó bữa bữa trước là chúng ta mới học có hai cái loại danh từ, tức là danh từ nam tính. Nam tính ha, danh từ trong tiếng Bali sẽ phân ra làm ba tính, tức là nam tính, trung tính và nữ tính. Danh từ nam tính như vậy thì nó có cái đuôi từ được gọi là từ vị. Từ vị ở đây em chỉ tức là cái gì? Tức là đuôi từ ha. Đuôi từ của á ở đây mang nghĩa rằng tức là cái danh từ gốc của nó tức là burisa, nó kết thúc bằng chữ á đúng không? Rồi phía dưới này này, chị Hoa chị nhìn nè. Kết thúc với từ vị ý, tức là cái đuôi từ nó là ý đúng không? Thì như vậy á thì nó sẽ có bảng chia riêng. À, ví dụ như đây là số 1 có nghĩa là chủ cách ha. Chị phải coi cái này trước. Mà trước khi mà muốn coi cái này đó thì chị hoan hỷ chị coi cái này trước. Đây, phải về biến cách, chủ cách, đối cách, công cụ cách, tặng cách. Rồi muốn ý nó chia theo cái bảng này. Nó chia theo muốn nó vô ha. Muốn ý, muốn nó vô. Có nghĩa là đây chị mình ngồi cho nên mình chỉ đâu đưa sơ coi coi à có làm trước ha rồi. Cho nên là sẽ kêu cô lên với cái câu mà gọi là mình chưa chuẩn bị. Chia ba thì phải là các ngôi để cho các vị nhớ bài chứ. Bắt các vị lên chia để cho các vị nhớ bài chứ đâu phải là chia lợi ích cho sư đâu. Đúng không? Tại vì khi mà mình chia ba thì như vậy mình sẽ so sánh được cái nào nó giống nhau để mình nhớ cho nó dễ. Ví dụ như khi mình so sánh giữa thị trường thì hiện tại và tương lai chúng ta sẽ thấy là nó gần giống nhau, đi chen nhau đó. Rồi
cái bất định khứ thôi, aorist achetani đó, thì nó có điểm gì, nó có cái điểm khác chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn có điểm đồng. Hôm qua là sư có nói cái điểm đồng rồi. Chúng ta chỉ cần lưu ý những cái điểm gì như vậy. Chuẩn bị tâm lý nha, chuẩn bị lên đó. Tại vì cái bài tập này là bài tập đang ở trong bất định khứ, cho nên nó sẽ chỉ ở quá khứ. Mà chúng ta sẽ có chữ á phía trước thôi, được thêm vô cho bất định khứ đúng không? Đúng rồi. Rồi mà ít thá, chúng ta coi cái bảng là bất định khứ mà ít thá đâu. Bất định khứ ít thá. Rồi ngôi thứ hai số nhiều đúng không? Dạ. Thì như vậy chúng ta sẽ tách ra bỏ cái gì ít thá này, nó sẽ còn là cái gốc từ gì? Đá đờ, đúng không? Đá đờ như vậy đó. Chúng ta sẽ suy xét coi coi, theo cái ngữ cảnh thứ nhất là chúng ta phải hiểu nghĩa được các từ còn lại. Ví dụ ahara, ahara có nghĩa là gì? Là thức ăn, là thực phẩm. Rồi ở đây tức là cái gì? Muni năng đúng không? Muni năng, từ cái danh từ gì? Từ danh từ muni. Và muni năng chia theo cách thứ tư, cách thứ sáu số nhiều, đúng không? Thứ tư cách số sáu số nhiều. Như vậy tức là thực phẩm nè. Mà tum he ở đây là chủ từ ha, tức là các anh hoặc các bạn. Mà các bạn làm cái gì với thực phẩm mà đến những người mà ẩn sĩ, đến những người mà gọi là hiền triết. Từ cái động từ đa đa tiếng này là cho, là biếu, là cúng dường. Tùy theo chúng ta phải hiểu được các từ còn lại, bắt đầu chúng ta mới 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 mới, mới truy ra được cái gốc động từ. Chứ mà gọi kiểu này mà sao nó ra được. Đang học bài tập này chúng ta phải hiểu rằng chữ á có đôi khi nó được thêm vô á, có đôi khi, cho nên khi mà vào đó, thứ nhất là chị phải xác định là cái gì, cái đuôi từ của nó, đuôi từ của động từ đó. Cái vi bát tí này nó thuộc về cái gì, nếu mà nó thuộc về gọi là bất định khứ thì có thể là nó có chữ á phía trên. Nếu mà chúng ta xét rằng nó có chữ á như vậy, chúng ta phải nghi ngờ, chúng ta phải loại á đi. Đó. Tra là tra như vậy. Nếu mà anh này đó là chữ là đấy, thì chúng ta có thể dùng là cái vị để ruler, có nghĩa là cái vị mà vị cai trị, cái người cai trị, vị chúa đó, vị vua đó. Có thể là trong tiếng Việt của mình nó không có bản, là cái bản này là cái bản, thì xin mở cái bản thì có thể là Minh Châu thì ngài dùng cái từ đó là cái gì?
tệ, vị chúa tệ. Các vị phía dưới làm bài vô nha. Tập làm đi chúng ta mới quen được. Cái gì đây, làm gì có cái động từ này, chắc chưa nhớ hôm bữa sẽ nói không, thì hiện tại đó thì nó là cái base của nó, verbal base của nó là kết thúc bởi chữ á, chữ a, chữ e và chữ o. E a o thì không có biến đổi, nó vẫn giữ lại. Kinasi trường âm, kinasi trường âm. Đúng rồi, trường âm của a. Rồi chúng ta kiểm tra ha, câu số 6. Adipati vanichamha. Rồi chúng ta kiểm tra đây nè. Ở đây tức là vị chúa tể ha. Adipati chúng ta, cái là người trưởng, ví dụ như ở làng thì được gọi là trưởng làng. Yeah. Người đứng đầu được gọi là thủ lĩnh ha. Adipati nó có nghĩa là master, tức là người mà người lão luyện, bậc thầy. Adipati nó còn có nghĩa tức là ruler, tức là cái người cai quản, cai trị, hay được gọi là chúa tể đó. Chúng ta dùng nghĩa nào cũng được cả. Đã mua viên ngọc từ người thương gia rồi, chúng ta sẽ ra là so Watamana ha. Watamana, các vị hoan hỷ ghi cho đúng nha. Watamana, Watamana chứ không phải Watamana ha. Watamana. So Kinati, Kinati, Kinanti, Ki, ai chia câu số 6 chắc chưa mà Kinasi. Còn nhớ xưa nói không? Đối với động từ hiện tại Watamana thì về base, verbal base của nó tức là động từ cơ bản, như vậy nó kết thúc bởi chữ á, a, e, o đúng không? A, e, o thì như vậy có giữ lại hay là biến đổi? Mà ở đó là Kinasi, Kinatha. Kiểm tra cho kỹ. Cô nào làm câu số 6? Về cái phần kiểm tra đó là sư có nói cho các vị kiểm tra ở đâu không? Hả? Pali mấy gì? Nhắc bao nhiêu lần rồi đó, cho nên là phải cẩn trọng cái đó nha. Rồi chúng ta coi câu số 19. Tâm hề mô ni năng a ha răng a đa đít thác. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng động từ sẽ là gì? A đa đít thác đúng không? Khi mà trước tiên khi mà vào làm như vậy, chúng ta phải xác định cái động từ của nó a đa đít thác. Mà a đa đít thác như vậy chúng ta phải xác định cái gì kế tiếp? Chúng ta xác định là gì? Quý bát tí. Đó là cái đuôi từ từ phía bên phải trở qua. Nhờ như vậy chúng ta mới biết được rằng đó, bởi vì sao? Động từ mà bất định khứ hoặc như là các động từ mà quá khứ như vậy đó, nó sẽ bị biến đổi hoặc nhớ thêm á, nó sẽ làm mất đi cái dấu hiệu đầu của cái động từ. Các vị thấy không? Ví dụ bình thường các vị sẽ thấy là đa đa tí đúng không? Mà ở đây không có đa đa mà nó là á. Cho nên nếu mà các vị mà không xét từ đây trở về đó, mà các vị sẽ nhìn như vậy, các vị tra từ điển làm gì nó ra cái từ mà á đá, á đá đá. Các vị hiểu không? Nghe sư chỉ cho cái cách mà các vị xác định. Thứ nhất là các vị phải xác định là động từ. Thứ hai là các vị phải xác định về cái gì, cái quý bát tí của cái động từ đó là thuộc thì nào. Khi mà các vị mà thấy ít thá như vậy là các vị phải đặt nghi vấn, đó là cái gì? Đó là bất định khứ. Bất định khứ là ngôi thứ mấy? Là ngôi thứ hai số nhiều. Như vậy chữ á này có thể là nó được thêm vô.
từ đó mà các vị quan tra từ điển thì các vị mới bỏ cái chữ á và bỏ chữ ít thá nó ra, mới là động từ gốc của nó là căng đa. Đa quá này là động từ gì? Đa quá tí là chạy. Đâu ra mà xuống tới dưới đây rồi. Đấy, cho nên là xác định động từ là xác định kiểu đó, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Đa đa tí có. Rồi, sư chỉ nữa nè. Thứ nhất là xác định động từ, thứ hai xác định quý bất tí. Lưu ý nha, chấm mốt mà lên là bắt đầu là chật nữa cho coi. Mấy cái này cần lưu ý, người ta dạy chỉ cho cái cách mà dịch, cái cách mà gọi là tra mà không chịu coi. Yeah. Xác định cái này xong rồi bắt đầu cái gì? Muốn mà xác định như vậy rồi, nếu mà kiếm cái động từ này không ra, không biết nó là động từ gì, thì các vị phải coi mấy cái nghĩa của mấy cái này. Động từ như vậy các vị sẽ biết rằng đây là ngôi thứ hai số nhiều, thì hòa hợp với là chủ từ sẽ là tâm he. Cái này xác định rồi. Kế tiếp là sẽ là đối từ, nó sẽ tốt từ hoặc như là đối, hoặc như là tân ngữ đó cho cái động từ này là cái gì? Ahara, ahara có nghĩa là gì? Là thức ăn. Như vậy đó, thức ăn. Rồi muốn ni năng mang nghĩa là cái gì? Muốn ni năng đó là dùng theo cái cách, tức là cái cách gì? Cách thứ tư, cách thứ sáu số nhiều, đúng không? À. Mà ở đây chúng ta là thực phẩm họ nè, bọn họ nè, mà làm cái gì mà thực phẩm đến những cái gì? Muốn ni có nghĩa là dùng gì? Muốn ni là nghĩa gì? Á xí mới là hiền triết, ý xí mới là hiền triết, ý xí mới là hiền triết. Còn đây muốn ni là vị ẩn sĩ. Như vậy tức là phải cho thực phẩm đến người, hoặc như là bố thí hoặc cúng dường thực phẩm đến người ẩn sĩ, đến những người ẩn sĩ. Rồi lên sửa đi con. Mười chín sửa. Rồi câu số 6. À, câu số 6 lên chỉnh đi nha. Nè sư, cái này chắc chưa? Hồi nãy đã nhắc trên đó rồi đó. Coi lại cái phần mà Vattamana. Rồi chúng ta xét cái câu số 11. Má văn mắt ghê ga mang cái chim hát. Có nghĩa là cái gì? Chúng ta xác định động từ ở đây tức là cái gì? Cái chim hát. Như vậy nó kết thúc bởi cái đuôi từ là im há. Như vậy đó là cách. Là ngôi thứ mấy? Số mấy? Ngôi mấy? Ngôi thứ nhất số nhiều, đúng rồi. Im há nha. Rồi. Như vậy chúng ta thấy được cái động từ của nó, gốc của nó là gì chưa? Cái chá tí, đúng không? Từ cái động từ cái chá tí. Bây giờ nó mà là a cách chim há được không? Được. Đúng không? Rồi. Rồi như vậy chủ từ sẽ là má văn hòa hợp với cái động từ đó, tức là chúng tôi đó đi. Đã đi ha, mà đã đi cái gì? Đã đi đến. Cái từ mà cái chá tí có nghĩa là đi đến luôn nha, mà a cái chá tí là đi về hoặc trở về. Cho nên chúng ta đừng có cái sử dụng cái từ mà gọi là cái chá tí gọi là đi rồi bắt đầu đến, chúng ta lại chia theo cái gì? Chia theo gọi là cách thứ tư là trật nha. Lưu ý động từ ví dụ listening to tức là lắng nghe. Cái chữ to đó không phải chữ to đó không phải chữ to mà dành cho giới từ, mà chữ to đó là đi cùng với lại cái động từ, nó trở thành một phrase of verb. Yeah. Rồi cái chá tí ghim ha tức là đã đi đến làng bằng cái gì? Bằng con đường. Chúng tôi đã đi đến đường rồi. Đâu ai làm đây? Nghĩ sao mà ra? Đi đến là đây là đối cách trực tiếp cho cái động từ này, phải đi đến một cái vị trí nào đó bằng cái gì? Với đó, lên chỉnh. Ở đây đó, chúng ta sẽ thấy là hiện tại đây là cái cha mí. Cái cha mí hay cái cha mí cẩn trọng hết tất cả các dấu, làm cái điều này đó mà cho các vị kiểm tra các vị sai hết. Điểm các vị khó thấp lắm. Dạ. Thì không có cẩn trọng các dấu. Rồi lên sửa. Lên sửa cho quen vậy. Rồi, đây cô Trang nhìn lên đây. Cô Trang nhìn lên đây, nhìn lên đây này, sư mở cho coi. Rồi, ở đây hiện tại đúng không? Đây, động từ hiện tại đúng không? Động từ hiện tại chúng ta sẽ có base, tức là verbal base, tức là gọi là động từ gốc đó ha. Phải như là gốc động từ đó. Thì chúng ta sẽ có kết thúc bởi chữ á, kết thúc bởi chữ a ví dụ kina, kết thúc chữ e ví dụ dc, và kết thúc bởi chữ o ví dụ caro. Thì ví dụ chữ a ra này, chúng ta sẽ thấy là chữ a, chữ e và chữ o nó giữ lại nguyên mẫu, nó không có bị biến đổi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là kina tí kina tí kina xí kina thá kina mí kina má cũng tương tự như vậy, dc như vậy nè, chúng ta giữ lại rồi dc thì dc tí dc tí.
cái này nhắc rồi đó nha, nhắc chắc cũng khoảng là cũng khoảng không dưới 5 lần đâu. Rồi chữ ô cũng tương tự như vậy, rồi nhìn lên cái bảng này, chỉnh lại của mình cho nó đúng. Hồi nãy là cô ghi là ký đá nha. À. Rồi, ngôi thứ ba số ít có đúng chưa? Nhìn qua cái bảng bên đây, nhìn qua cái bảng bên phải bên trái. Các vị hiểu không? Mấy cái phần này là cái phần rất là cần lưu ý. Chụp hình cũng có, viết vô cũng có, mà cuối cùng cũng quên. Sư bảo các vị đó là cái gì? Khi mà đi học với chúng ta hoan hệ có một cái tập nháp và một cái tập chính. Một cái tập chính các vị ghi, các vị không nhớ, các vị viết ghi làm sư các bạn này vô trong tập chính luôn. Rồi còn cái tập nháp là chỉ làm nháp và bài tập thôi. Chứ ai mà cứ tập đó viết hết tùm lum rồi bắt đầu mới mà tra lại mà cái phần chính cũng chả biết ở đâu mà tra hết. Có Bali Mấy gì không? Có bị Bali Mấy gì chưa? Ủa có hôm bữa có mấy cô có in rồi mà. À, hay chưa? Thấy chưa? À. Rồi cái quyển, nếu mà không Bali Mấy gì thì cái quyển gì? Bali cơ bản, quyển xanh xanh đâu? À ha, bữa nay là học rồi, không chịu đem sách ha. Rồi giống y chang đâu, mở cho sư coi coi. Cái này là quyển, cái này là quyển cái gì? The New Bali Course. Đây là bản dịch của The New Bali Course, giáo trình Bali. Rồi, cái bản dịch mà của Bali Mấy gì đâu? Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi chúng ta kiểm tra nữa, tức là so kina ti kina ti kina si kina tha kina mi kina ma. Rồi pa wisati kinisa ti kinisa kinisa ti kinisa ti kinisa si kinisa tha kinisa mi kinisa ma. Rồi so akini akini. À, chúng ta bảo phải thêm chữ á phía trên nữa nha. Tập viết là viết cho viết cho đủ nha, nha cô nhìn ở đây. Viết là viết cho đủ, thêm chữ á đây nữa. Đấy. Akini akini. Các vị phải học như vậy là ý y ý y. Rồi gì nữa? Ung im xú, ô ý, ít thá, im há, im ha. Như vậy là khi mà các vị ghép vô, các vị là kini akini, kini akini. Các vị phải tập đọc như vậy nha. Kini akini, kini akini, kinung akinung, kinim su akinim su, kino akino, kini akini, kinim, kini thá, akini thá, kinim akinim, kinim ha, akinim ha, kinim ha, akinim ha. Đúng rồi. Rồi, kino kini, rồi chính xác. Đó. Rồi, vị nào sửa thì sửa câu số 6 vô. Rồi, cái câu số 11, câu số 11 xong rồi à? Câu số 11 ha, chúng tôi đã đi đến làng bằng con đường. Rồi ở đây cái cha mấy cái cha má cái chess cái cha xí làm gì, có kiểu dụ cái cha xí ở đây bảo lên gạch là cuối cùng cái chữ nào cũng gạch hết, cuối cùng là nó sai hết mấy loại này luôn. Rồi ở đâu ra có cái vụ này? Cái này là bảo lên gạch đó, thế là cái chữ nào cũng gạch hết luôn, hèn chi nó ra nông nổi như vậy. Rồi bất định khứ tương lai đâu, coi tương lai trước. Cái chít xa mí, cái chít xa má, cái chít xa xí, cái chít xa thá, cái chít xa xí, cái chít xa xanh tí, đúng rồi. Ở đây là ngôi thứ nhất đó là im nè. Rồi thấy chưa, ở đâu ra bây giờ có trường âm của chữ A luôn. Bây giờ là cứ muốn gạch là gạch thôi à. Chỉnh lên được chưa? Bây giờ thứ nhất là cái gì? Là không có A nha, không có trường âm. Đấy. Rồi như vậy là cái cha mi, cái cha ma, cái cha si, cái cha tha, cái chan, cái cha ti, cái chan ti, rồi cái thứ cái chim. Cái chim ha, cái chim ha. Tại sao không ghi luôn cả cái dạng mà cái chim ha? Mình đã làm biến học rồi mà không chịu ghi ra để cho bắt đầu nhớ cho dai. Mà cứ thích làm tắt, cứ thích viết cái nào mà chữ nào nó ngắn nhất là mình thích thôi.
Cho nên đang có lúc này là các lúc mà sư tạo điều kiện cho các vị ôn bài. Đuôi từ của nó là gì? Là im ha, nó có hai thể lắm mà. Mà thêm mà chữ á như vậy nó tạo thành là gì? Là bốn thể luôn, là bốn dạng luôn. Cái chí cái chùa, cái chí thá, không có cái chí tha nha. Rồi bắt đầu cái chí cái chi, rồi cái chung cái chim sú. Á nha. Á chúng ta bỏ đây, á có nghĩa là bỏ đây có nghĩa là gì? Có thể cái chim sú hoặc có thể á cái chim sú. Mấy cái bạn chia này đó mà bữa nào mà vô thêm mấy cái bạn chia nữa không biết là xong mà gọi là nhớ nổi hả? Rồi bây giờ cái câu số 19. Các bạn dâng thức ăn dâng thực phẩm đến các vị tu sĩ rồi cũng được.